Vâng thưa quý vị, Xuân Lộc vươn tầm cao mới, sáng ngời tương lai. Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023 và kỷ niệm 33 năm ngày thành lập huyện được Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc phối hợp với nhà hát nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức vào tối qua tại Hoa viên 9 tháng 4 huyện Xuân Lộc. Chương trình đã thu hút được đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Huyện Xuân Lộc được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1991. Trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân Xuân Lộc đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí, tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ qua các kỳ đại hội, đạt được những thành tựu rất quan trọng và có ý nghĩa. Năm 2014, Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, Xuân Lộc tiếp tục vinh dự là một trong ba huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với nhân dân huyện Xuân Lộc nói chung và với tuổi trẻ huyện Xuân Lộc nói riêng, đây là một cái dịp hết sức là ý nghĩa, rất là hết sức là vui mừng khi những cái công sức, những cái việc làm mà trong suốt thời gian qua mà nhân dân huyện Xuân Lộc cũng như tuổi trẻ tụi em cống hiến và thực hiện đã có những kết quả hết sức là xứng đáng. Người dân Xuân Lộc rất phấn khởi với chương trình ngày hôm nay. Ở đây rất là đông và dự cái phong trào này và mong rằng là tiếp tục giữ vững cái phong trào này để người dân được đạt được cái ý nguyện phát triển đi lên. Xuân Lộc ngày được phát triển bình vững. Hiện nay cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Xuân Lộc đang quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp bền vững vào cuối năm 2024. Hòa chung với dòng chảy thời gian để Xuân Lộc tiến xa và phát triển hơn nữa, bằng khát vọng ý chí, bằng niềm tin và nghị lực, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp, nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, thành phần dân tộc và con em Xuân Lộc đang học tập, lao động, sinh sống trên mọi miền đất nước, kể cả kiều bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, bằng trí tuệ, trách nhiệm và trái tim của mình để viết tiếp những trang mới tươi sáng hơn, đẹp hơn, tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương Xuân Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là dịp tri ân sự đóng góp của người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành giúp Xuân Lộc phát triển và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đánh dấu những thành tựu to lớn là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, là niềm tin vững chắc để Xuân Lộc tiến bước đi lên, đạt nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển.